Phật Pháp rất bình đẳng. Trong Phật giáo có một phần công, một phần tội đều chẳng bao giờ sai lệch. Phật Pháp thì rất thâm áo, như khi ở trong Phật Pháp, mình không cảm thấy chỗ nào tốt, khi ở ngoài Phật Pháp, mình cũng chẳng thấy chỗ nào xấu. Song, trong Phật giáo, một phần công, một phần tội đều chẳng bao giờ sai lệch. Đạo Phật hết sức tự do, bình đẳng, chẳng có chuyên chế, cũng chẳng đi vào chỗ cực đoan. Tại sao nói là hết sức bình đẳng? Bởi vì tất cả chúng sanh, bất luận là ngạ quỷ địa ngục, hung thần ác thú, kẻ dữ, người xấu, nếu phát tâm tu hành, quay đầu về bến, tất cả đều có thể thành Phật. Không giống như thuyết ngoại đạo rằng, kẻ ác người xấu thì vĩnh viễn là xấu ác, không có cách gì độ được, hoặc rằng mãnh hổ ác thú vì tánh tình vô cùng tàn bạo nên sẽ không được cứu vớt. Đời nhà Minh bên Trung Quốc có vị đại sư tên là Liên Trì. Ngài có một đệ tử là con cọp và cọp thường hay ở bên cạnh để hộ vệ ngài. Nhưng vì cọp là loài ác thú nên mọi người thấy nó đều sợ hãi. Do đó đại sư mới dạy cọp mỗi lần đi ra đi vô thì nó không được đi thẳng. Con cọp nghe theo lời ngài, khi ra vô đều đi lui, cho nên mọi người không còn sợ vì biết là cọp thiện. Con cọp này cũng biết đi khắp nơi để hóa duyên cho đại sư Liên Trì. Khi người ta thấy con cọp thiện này tới, ai nấy đều tranh nhau bố thí cúng dường. Thành ra cọp cũng có thể quy y Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp và có thể thành Phật vậy. Phật giáo hết sức là tự do, bởi vì giáo lý trong kinh Phật chỉ khuyên dạy người ta làm lành lánh dữ. Nếu làm ác thì tự mình sẽ lãnh quả báo. Nhưng Phật giáo cũng không bắt ép người ta làm chuyện tốt, cũng không dọa rằng nếu không nghe lời, chuyên tạo ác nghiệp thì bị bỏ vào tù. Bởi vì mọi thứ đều do tâm tạo, thiên đường hay địa ngục đều do tư tưởng và nghiệp lực của mình tạo ra. Phật Pháp dạy người ta rằng, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là đừng làm chuyện ác, chỉ làm tất cả điều lành. Phật giáo đồng thời xiển minh đạo lý nhân quả không sai lệch, dù đối với việc nhỏ như sợi tóc, đây cũng là dạy người ta nhận thức được chân lý, hầu siêu xuất ra khỏi luân hồi. Trích Khai Thị Quyển 1, Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa thượng tuyên hóa.